Siêu phàm sát thần 137, bắt đầu cháp mới là hình ảnh ứng kình nằm trên mặt đất, phía trước là một tên võ hoàng xã. Tên đeo mặt nạ đầy phấn khích nói: "Ha ha ha, không ngờ lại có một ngày đội trưởng nổi tiếng của Long hồn lại rơi vào tay ta. Nhiều anh em của ta đã chết trong tay Long hồn bọn ngươi, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ta được cái vinh dự này, tự tay ta giết ngươi để trả thù cho bọn họ." Ứng kình nằm trên mặt đất lạnh lùng nói: "Ngươi chưa từng nghe nói những kẻ ác sẽ chết vì nói quá nhiều sao?" Lời này đã chọc giận tên đeo mặt nạ, hắn nói: "Vậy sao?" vậy thì bây giờ ngươi xuống địa ngục đi vừa nói hắn vừa cầm dao lao về phía ứng kình khi lưỡi dao hạ xuống thì chúng ta quay về chỗ diệp thần khi này xung quanh diệp thần xác chết nằm la liệt trên bong tàu diệp thần tay túm lấy một tên đeo mặt nạ hỏi vị trí của ứng kình và tên thủ lĩnh của nơi này tên đeo mặt nạ sợ hãi nói đám người của long hồn được nhốt ở kho số 3 và thủ lĩnh nakamura đang ở nhưng hắn chỉ nói đến đây thì đã bị một lường sức mạnh đánh vào đầu chết ngay tại chỗ khi này có một tiếng nói tức giận vang lên từ phía sau lưng diệp thần đúng là một tên hèn nhát hắn đã khiến ngươi chê cười rồi, Diệp Thần. Diệp Thần nhìn về hướng âm thanh phát ra, ánh mắt có chút thờ ơ nói, ta đang muốn đi tìm ngươi, không ngờ ngươi lại không chạy trốn mà lại đến đây. Nakamura khi này lại bày ra tư thế của huyền thoại Michael Jackson nói, sao ngươi lại nói như vậy, ngươi là khách do ta mời đến, đương nhiên ta phải đích thân đến để tiếp đãi ngươi. Diệp Thần lạnh lùng nói, mang một đám tôm tép này đến để đón tiếp ta, cái này gọi là sự hiếu khách của các ngươi sao. Ta thật khó hiểu tại sao ứng kình lại bị đám phế vật như các ngươi bắt giữ đối diện với sự mỉa mai này nakamura vẫn cười nói ngươi thật biết nói đùa đấy những người này đều là thành viên của võ hoàng xã và họ đã hy sinh mạng sống của mình vì bắc đã vĩ đại tất cả những điều này là để thay mặt ngài bắc đã loại bỏ ngươi và tất cả mọi sự hy sinh đều xứng đáng diệp thần lạnh lùng nói với thực lực của các ngươi có thể giết được ta sao nakamura cười nói diệp thần có lẽ ngươi có gì đó không hiểu cái chết của bọn chúng không hề vô ích đâu bọn chúng chính là những tế phẩm mà ta đã chuẩn bị để bắt ngươi tiếp theo đến lượt ta biểu diễn rồi vừa nói tay hắn bấm huyết thi triển thuật pháp một luồng linh lực màu tím từ trên người của hắn phát ra hắn đưa tay về phía trước khi này những thi thể xung quanh diệp thần cũng xuất hiện luồng linh lực màu tím đó thấy sự việc này ánh mắt diệp thần trở nên kích động lẩm bẩm cái này là chiêu hồn thuật chả trách hắn lại phái mấy tên cặn bã này ra đây nạp mạng thông quan oán niệm của đám cận bã bị mình giết chết sẽ có tác dụng nâng cao cường độ thuật pháp của hắn âm dương thuật này của hắn quả thật rất thú vị nhưng ta có cảm giác thuật pháp này không giống thủ đoạn của âm dương sư cho lắm khi này suy nghĩ của diệp thần bị cắt đứt bởi một tiếng hét ra đi tử linh joker phía trước diệp thần những oán khí kia đã kết hợp với nhau thành một con tử linh khổng lồ nakamura cười nói đến đây thưởng thức màn biểu diễn mà ta dành cho ngươi đi đây là tử linh được tạo thành nhờ sự giúp đỡ của ngươi nói xong hắn lập tức xuất chiêu tử linh đoạt hồn oán niệm của những tên võ hoàng xã bị diệp thần giết hóa thành tà linh lao về phía diệp thần cắn nuốt đối diện với chiêu thức này diệp thần cũng có chút bất ngờ thốt lên đùa cái gì vậy chứ cái này không vui cho lắm những con tà linh điên cuồng lao đến diệp thần cũng nhanh chóng nhảy lên tránh né bọn chúng chia nhau dồn dập tấn công diệp thần khi này diệp thần né tránh cũng khá vất vả thấy cảnh này nakamura lại cười lớn ha 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 có tránh né cũng vô dụng thôi những người bị ngươi giết chết sẽ không tha cho ngươi đâu xem ra một người tự phụ như ngươi bây giờ cũng không có cách nào chống lại sức mạnh của ta diệp thần nở nụ cười nói không ngờ ta lại gặp chiêu thức này ở đây đây đúng là chuyện tốt nói đến đây diệp thần lập tức triệu hồi chảm long kiếm cầm chảm long kiếm diệp thần đắc ý nói những oán khí này không phải là thức ăn tốt cho trảm long kiếm của ta sao cùng với lời nói là diệp thần vung kiếm chém chết và hấp thụ đám oán khí thấy cảnh này nakamura rất sừng sốt sau đó hắn ra lệnh cho tử linh giúp cờ giết chết diệp thần con tử linh lập tức hung bạo lao về diệp thần diệp thần vung trảm long kiếm lên cao nói ngươi có to lớn thì có ít gì chứ ăn nó đi trảm long kiếm đường kiếm hạ xuống tử linh bị chém làm hai nữa đồng thời bị trảm long kiếm hấp thụ sạch sẽ trảm long kiếm run run lên nhìn trảm long kiếm diệp thần nói xem ra ngươi rất vui vẻ khi này ánh mắt chết chóc của Diệp Thần rơi trên người của Nakamura, Joker chết rồi bây giờ đến lượt ngươi. Nakamura sợ hãi nói, chờ đã Diệp Thần, chúng ta thương lượng một chút đi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vị trí của ứng kình sao? Nhưng hắn vừa nói hết câu thì ứng kình đã xuất hiện sau lưng Diệp Thần lên tiếng chào hỏi. Mặt Nakamura chàng đầy mồ hôi nhìn về ứng kình, phía dưới Diệp Thần và ứng kình đang hỏi thăm nhau, sau cậu lại chạy ra ngoài rồi, vết thương trên người không sao chứ? Ứng kình nói, không sao, miễn cưỡng có thể chống đỡ được, trước khi tên này đi đã giao cho một tên rác rưởi giết chết tôi nhưng đã bị tôi giết ngược lại sau đó diệp thần cho ứng kình một viên đan dược để giúp hồi phục khi này đã không còn vướng bận diệp thần nhìn về nakamura nói tiếp theo là thời gian ta cùng ngươi chơi trò chơi rồi lần này người ra luật chơi là ta nakamura sợ hãi nói khoan đã chúng ta lại thương lượng một chút được không tôi sẽ cung cấp cho ngài thông tin của bắc đã đại nhân diệp thần lạnh lùng nói không cần thiết sau khi chơi xong trò chơi ngươi sẽ tự động nói ra cảnh chuyển đến tổng bộ võ hoàng xã bác đã đang ngồi trên ghế giữ tợn nói, cuối cùng ngươi cũng đến rồi sao, Diệp Thần. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi, và hy vọng các bạn sẽ yêu thích video của mình. Các bạn có thể ấn vào nút đăng ký cũng như chuông, để nhận được thông báo video tiếp theo một cách nhanh nhất. Mình xin chân thành cảm ơn.